quan ô quý cô chú chị ơi, thì như mình thấy là có ban quản lý viên xuống quý cô chú chị, đó là anh Tường theo quý cô chú chị đang chỉ đạo rồi. Đó, anh Tường đang xuống chỉ đạo quý cô chú chị. Thì sáng thì mình cũng có báo bên ban quản lý rồi về cái tấm hình này ha, bà con cũng yên tâm. Và bức tranh do mấy ảnh là đứng đó xa làm ha quý anh chị, cho nên là cũng mấy anh em cũng đứng xa ra ha quý anh chị, đó xuống chỉ đạo để làm gấp cái đó quý anh chị, không mấy che cho bà con cô bác đến là viếng mộ rồi chú à. Gì tháo hả? Ủa gì là có sự thay đổi hả? Tháo ra hết mấy cây rồi quý chú chị. Sự thay đổi ha quý chú chị. Rồi cũng là tháo ra nè. Quý chú chị. Khách. Chắc là muốn làm cái điều gì nhiều khi á hoa vi ngộ lắm nha, khi một khi tháo cái gì ra đó là phải làm cái hoành tráng hơn, em để ý không, cái tấm hình của chú có gì đúng không, tháo ra cái đó là phải tức là làm không vừa ý ở trên là bên hoa viên sẽ tháo ra và làm cái phải nó ngon lành hơn, không lẽ làm cái ngon lành hơn, đúng rồi, nhiều khi là thay đổi mấy cái cột á anh, nhiều khi dỗ em, nhiều khi là anh thấy là thay đổi mấy cái cột á anh kia bằng anh cũng được á. theo anh nghĩ là thay đổi cột á. Thấy không? Ở đây bà con đến viếng đến liên tục luôn nè, như không kịp hỏi bà con luôn á. Anh Ngọc thì trực tiếp trong đó rồi. Đó ông quý anh chị. Rồi anh nghĩ là thay đổi ấy quý anh chị. Thay đổi cây bằng trụ, đúng rồi đó. Có thể là vậy. Chút xíu là mình tại vì mấy anh đang làm á, cho nên là không có lại ha quý anh chị. Khi nào làm xong khi nào tịch thu nhà mát không vậy gì ôi cái chú anh chị bây giờ anh để anh hỏi anh thứ coi bộ thay đổi gì thiết kế gì đây giờ hỏi ai anh? Hỏi anh Tường. Để biết thông báo cho bà con ha. Này, có khán giả đến nữa nè quý chú anh chị, nó khán giả chỉ kìa. Ủa sao mình tháo cái nhà ấy kìa anh, sao mình tháo cái nhà tre cái mái tre hả, chị xấu cho nên là làm lại cái mới đẹp hơn hả anh? Dạ thì em cảm ơn anh ha. Ai mà chơi xấu vậy, tức là ban giám đốc hoa viên chơi xấu đã có thể là làm lỡ cái mớ đẹp hơn như nãy anh nói đúng không? Không y gan không, anh nói y gan như cái tấm hình của chú không? Ở ngoài kia tháo xuống xong rồi á, anh nói một vài bữa nữa có thể là làm cái mớ gì cho chú thì y gan không? Cái tấm bự bàn ghi đưa lên liền. Có một cái thay đổi bự, thay đổi lớn nha, có thể là thay đổi luôn quý vị. Từ cái mà đơn giản sẽ thành cái phức tạp, đúng rồi, mà cái phức tạp này sẽ chi tiết hơn. Xấu quá rồi. Ồ, thấy không quý anh chị? Tức là mà bên ban giám đốc họ rất là ưu ái chú á, việc là gọi là thẩm mỹ đúng rồi. Tức là làm xong rồi quý anh chị. Đúng rồi. Mà chắc là anh thấy để mấy cái cột á, cho nên là cái cột này chắc có thể thay đổi cột á.
to thì không to, nhưng mà có thể làm thay đổi cột. Theo em nghĩ thì sẽ có thể là thay đổi những cái cây cột. Cái cột khác. Cột này là cột mà em thấy cột là cây dưới cột cây mà làm chung dưới là cột sắc hợp thì nó không phải không nên mà nó không có hợp. Không hợp. Nó cây là đi với gỗ. Ừ, cây thì đi gỗ, còn sắt sắt hợp thì nó đi theo nguyên bộ của nó luôn. Còn sắt thì đi chung với thép. Ồ vậy là cái này cũng tin vui mà. Thì cái này là tin vui á. Wow. Cái tin vui này mình hơi bị hùng hẳn, hùng hẳn ha. Mình tưởng nó dở. Mình tưởng tháo dở chứ. Ừ. Tưởng mình không biết, tưởng mình tháo dở nhà máy. Ừ. Tháo dở dọn dẹp luôn á, làm được cái máy. Ồ, quý chú anh chị đó thì là cái tin này rất là vui luôn ha quý chú anh chị. Đó, bà con bác thì tưởng đâu tháo là tháo luôn, ai ngờ là tháo lên chuẩn bị làm cái mới nha quý chú anh chị. Còn video đến đây thì Duy Minh cũng thông báo cho bà con cô bác ha. À, thì chút xíu nữa đăng tin vui mà không biết để cái tin vui mà tháo dở. Bà con bác nhiều khi hiểu lầm ha, phải xem hết video mới được ha quý chú anh chị. Giờ thì Duy Minh xin chào và hẹn bà con một cái video tiếp theo ha bà con. Chào bà con ạ. Qua ngày Duy Minh xin kính chào quý chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Quý chú anh chị có thấy bà cụ cũng khóc, quá khóc rồi quý chú anh chị ơi. Ô bà cụ làm gì khóc như đó ta? Thấy cụ khóc quá quý chú anh chị. Ủa sao ngoài khóc dữ vậy? Không biết nữa, chắc là bà ngoại. Ủa sao ngoài khóc dữ vậy? Nhìn thấy ảnh cậu Năm. Anh thấy từ bên ngoài nhìn vô mà thấy khóc quá đèn luôn. Đưa em tôi lên siêu là quán tá nè. Thử tôi mới ghé đây. Ông Út mới về má ơi. Mới về. Má anh chiều nay Út trên YouTube á. Cảm ơn bà rất là nhiều luôn á. Dạ. Không mà ngoại thương cậu Năm ghé thắp hương xúc động quá quý vị. Quý luôn nha. Dạ, chào ngoại nha. Ngoại xúc động quý chứ vậy. Cái này cũng đơn giản nè, mấy anh cũng đang. Ừ. Ồ, khán giả của trường khán giả này tới quyến mộ chú rồi. Đó. Khán giả tới liên tiếp luôn heo quý chú chị. Chào chị, chào anh. À, anh chị đợi Sài Gòn ha quý chú chị. Anh chị đợi Sài Gòn ha. Dạ. Ồ, anh chị ở Sài Gòn mới vừa đến luôn rồi quý chú chị ơi. Hả quý chú chị. Đến liên tiếp luôn ha. Đứng như là xa xa cho khán giả thoải mái ha quý chú chị. Buổi sáng này bà con bác cũng đến đông hả anh? Mình đến đông á. Sáng giờ liên tiếp lên gai hoài quý chú chị. Khóc theo ngoài. Đúng lắm hết á. Tưởng đâu hết khóc theo ngoài. Ngoài ngoại ngộ ha quý anh chị. Đi từ ở ngoài vô là Duy Minh quan sát ngoài có đúng kỹ luôn á. Thấy ngoại là khóc miếu mó luôn quý anh chị. Không biết chắc xúc động á. Ngoại mới gì á anh. Rồi vô đây khóc quá này. Bà ngoại á, vô đây có xúc động quá, khóc quá đàn luôn. Mới vừa lên xe rồi. Đó là cái tình cảm của khán giả, nhất là những cụ già của chú chị rất là dễ xúc động luôn. Vô gặp hình của chú không là muốn khóc rồi đó quý cô chú chị.
bởi vì nói chú là một người như thế nào mà được mà khán giả yêu quý mà đến thăm viếng thắp hương mỗi ngày luôn quý cô chú anh chị. Đây là một cái nhân vật phải nói luôn đó là rất là bí ẩn nha. Bữa đó là phải của anh, bữa của anh nó sai rồi. Bữa của cậu Năm, bữa của cậu Năm. Dạ. Bữa của chú. Anh từ đâu? Dạ. Dạ. Có bên đưa đón đây nghĩa là em cưng muốn hỏi thăm anh tí xíu được không anh? Anh khi mà anh đến viếng mộ của chú anh có cái điều gì, có cái cảm xúc như thế nào có thể là chia sẻ cho bà con tí được không anh? Từ nào giờ cứ gặp không đâu, gặp trên TV truyền hình hôm nay có dịp ghé ghé mộ của chú nha. Dạ. Dạ. Ồ rất là quý luôn. Em cảm ơn anh nhé. Đã có cái tấm lòng đến thắp hương cho chú. Dạ. Em cũng chúc gia đình mình cũng được nhiều sức khỏe ha anh. Cho đạo gia đình cũng bình an. Ừ. Dạ. Đi chung với anh là hồi nãy là bà gì? Dạ. Chắc là anh cũng là yêu quý cải lương lắm á anh. Thấy coi trên TV truyền hình thì thấy hay lắm. Dạ. Biểu diễn hay là xúc khăn hay lắm. Dạ. Tuồng mấy cái tuồng ngày xưa ha. Là tuyệt vời. Dạ. Ghé thắp nén nhang cho nghệ sĩ. Anh nói chung là anh là cái đối với anh chú là một người như thế nào anh? Tuyệt vời, hơn cả tuyệt vời. Hơn cả tuyệt vời luôn ha. Chưa có ai mà qua được chú ở bên Hồ Quảng ha. Dạ. Hay lắm. Thì mỗi người thì có một cái hay riêng. Ví dụ như những như ông vua giọng cổ nè, như là chú gì? À, chú gì ta? Chú gì mới về nước nè? Chú Bình Cảnh đúng rồi, chú mới về nước đó. À, có ai mà qua không? Chỉ coi TV đồ thôi chứ gặp ổng cái dễ gì mà chưa có dịp để gặp mặt ngoài đời thật. Dạ. Giờ cũng đã mất rồi, mình giờ mà đi có đám người nhà ở trong đây thì đi ngang mình ghé đốt cho ổng nén nhang. Rồi vậy là cũng quý lắm rồi anh. Rồi, đó, em cảm ơn anh nhiều ha. Chúc anh nhiều sức khỏe nha anh. Dạ, bye bye anh. Dạ, chào anh. Dạ, bà con khi mà những khán giả đi đến đây nè, tâm sự và chia sẻ. Vậy tấm hình hả? Bóng không? Đúng rồi. Với lại cái tay ảnh có hơi nước nước á. Tay gái. Ừ. Anh thấy hình chú sao anh Hồng? Quá tuyệt luôn. Bà con có bác nhớ ủng hộ anh Hồng TV nha bà con. Thanh Hồng TV. Thì anh nói chung là anh cũng đến đây chia sẻ thì Duy Minh thì thấy ảnh cũng mà hiền quý vị chúng chạy. Đó, cũng ít chia sẻ lâu lâu rồi cũng lên giờ anh phải lên thường lên giờ lên phải không về lên trục chặt cái vấn đề ấy phải không à. Anh mà nhảy lung tung là cô bác không có mà ủng hộ anh đâu không về nữa. Tại vì thẻ. Cô bác là thương chú Du Linh cho nên là thương anh em mình á. Nhìn cả ảnh cậu ai cũng xúc động xúc động thiệt ha. Được ai lại nhìn thấy ảnh cậu rồi thấy thấy cụ của nãy là bao nhiêu tuổi ha. Em chưa kịp hỏi cụ chưa hỏi được luôn á. Thấy cụ là em thấy đứng ngoài kia là em nhìn vô là em thấy sao mà miếu hóa cho người khóc đó. Thấy xúc động là em mở máy em chạy vô liền luôn á. Đây là những cái vở tuồng của chú quý chú chị. Đây mình sẽ đọc lại cho bà con cô bác nha. Như là những cái giải thưởng năm 1991 nè, và huy chương vàng triển vọng Trần Hữu Trang quay vịnh vở Hòn Giọng Thu. Năm 1995 thì huy chương vàng xuất sắc giải Trần Hữu Trang vai Nguyễn Địa Lô trong vở Bức Ngôn Đồ Đại Việt. Thì cái vai này là ngày xưa lúc mà còn cái gặp đây á, em hay giới thiệu cho bà con cô bác á. Khi mà dọn hai ra xong á là em giới thiệu là bữa nay là sẽ hát cái vở tuồng này nghe bà con. Bà con vô mình lượn cười quá trời luôn. Tại vì mình muốn nhắc lại, nó thật sự ra là thì không phải là biểu diễn, nhưng mà tại vì ý của Dương Minh là muốn nhắc lại cái vở tuồng cho bà con nhớ thôi.
chứ là diễn thì chú đâu có diễn được đâu. Nó chú anh chị nói chung là những cái mà mình nói thì bà con xem hoài thì sẽ hiểu, còn sợ những một số bà con cô bác mới vô xem nói ủa hồi nãy giới thiệu quay diễn mà thấy có diễn gì đâu, bọn mắt sao không diễn được, đúng không anh? Sang hậu trong đây cũng có nè, có là đóng gì đóng hay lắm, là những cái vở tuồng tiêu biểu của chú như là Vũ Áo Bụi Đời nè, quay Sơn Xì Ke nè, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài quay Lương Sơn Bá nè, Sao Phu Đi Sứ quay Trịnh Ngọc Dường, Giang Sơn Mỹ Nhân quay là Ngô Phù Sai, Sang Hậu nè quay Đổng Kim Lăng, và cô Đào Hát thì quay Kim quay Liêm. Đặc biệt nó quý cô chú anh chị là trong ngày 25 tháng 8 này là vào lúc 8 giờ tối là bên nhà hát Chàng Hữu Trang sẽ tổ chức cái nhà hát Trần Hữu Trang tổ chức tại nhà hát Trần Hữu Trang với cái vở là cô Đào Hát quay Liêm, có sự tham gia của các nghệ sĩ như là Kim Tử Long nè, Quế Trăng nè, Võ Minh Lâm nè, Minh Trường nè, đó là những người nghệ sĩ mà phải nói là đang cũng nói chung là những ngôi sao sáng đó quý chú chị. Mong bà con cô bác thì cũng yêu chú Vũ Linh thì cũng ủng hộ cho là những cái vai diễn mà trẻ, có thể là bữa đó anh Minh Lâm á, anh lên đây là anh cầu nguyện anh xin rồi đó, anh và anh cũng đã chia sẻ với chú anh chị đó. Thì nói chung là thương chú thì cũng ủng hộ ha, ủng hộ những cái người nghệ sĩ mới trẻ để là nói tiếp được cái sự nghiệp của chú ha quý chú anh chị. Thì video đến đây thì Duy Minh cũng xin cập nhật cho bà con cô bác hiện tại giờ là cũng đang làm ngoại là bên hậu viên đang làm ở ngoài của chúng chị, thì lâu lâu cập nhật một lần chứ mà cập nhật hoài thì mấy anh đang làm cũng kỳ lắm heo của chúng chị. Bây giờ chúng mình cũng xin tạm ngưng đây tí xíu rồi sẽ quay tiếp cho bà con cô bác xem ha, và bà con thấy mà video mà có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like một ký heo của chúng chị.